Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 12 có những nội dung đáng chú ý. Chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây. Thống nhất kịch bản chương trình lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và chương trình nghệ thuật đặc biệt Hương sắc Tây Đô. Thêm 100 căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong năm 2023. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ thực hiện quy định xuất hóa đơn điện tử. Thưa quý vị, chiều nay 26 tháng 12, Ban Thường vụ Thành ủy long trọng tổ chức buổi họp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương 1 tháng 1 2004 1 tháng 1 2024, gắn với chào năm mới 2024 và mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu dự và phát biểu chào mừng. Người đứng đầu Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh, sau 20 năm hình thành và phát triển, nhờ sự quan tâm định hướng của Trung ương, sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình có hiệu quả của các bộ ngành và những nỗ lực không mệt mỏi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, thành phố Cần Thơ đã có sự phát triển nhanh chóng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu chân thành cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí, nguyên lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ, luôn theo dõi, đóng góp ý kiến trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và cả hệ thống chính trị thành phố trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ sự mong muốn, hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự góp ý sâu sắc chân thành của các đồng chí, nguyên lãnh đạo thành phố trong thời gian tới. Trước thềm năm mới 2024 và chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Cần Thơ chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ và các đồng chí cán bộ hưu trí cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục hiến kế có nhiều đóng góp hay, thiết thực, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ ngày càng toàn diện, văn minh, hiện đại. Chủ động bám sát thực tiễn, dự báo tình hình, thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng là một trong những chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tại hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ. Năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đã lãnh đạo triển khai thực hiện hoàn thành tất cả 78 nhiệm vụ và nhóm nhiệm vụ theo chương trình công tác năm. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Thành ủy đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 gắn với thực hiện chủ đề năm của Thành ủy về tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu và tinh thần trách nhiệm cao của tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy trong năm 2023. Trong năm mới, Ban tiếp tục chú trọng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động tham mưu đề xuất hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo, thông tin đối ngoại. Quan tâm xây dựng củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, có bản lĩnh trí tuệ, nhạy bén, sắc sảo, tinh nhuệ, làm việc một cách bài bản, phương pháp khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tham dự hội nghị kiểm điểm năm 2023 của tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ. Năm nay, Sở Nội vụ hoàn thành 100% nhiệm vụ chương trình công tác năm 2023 do Ủy ban Nhân dân thành phố giao. Theo kết quả thống kê trên phần mềm chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố, năm 2023, Sở Nội vụ được giao 286 nhiệm vụ và đã hoàn thành 275 nhiệm vụ, 11 nhiệm vụ đang thực hiện chưa đến hạn, không có nhiệm vụ trễ hạn, trong đó hoàn thành trước hạn 205 nhiệm vụ, đạt 74,54%. Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số hạn chế, như tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân thành phố thể chế một số chính sách cho cán bộ công chức viên chức, tuy có khẩn trương và đạt tiến độ nhưng chưa được thống nhất thông qua. Công tác tinh giản biên chế ở một số cơ quan đơn vị thời gian qua còn hạn chế bất cập, còn tình trạng thiếu nhân lực cục bộ một số lĩnh vực do tinh giản biên chế.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Việt Trường đề nghị Sở Nội vụ tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, tăng cường các giải pháp nâng cao đạo đức và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ. Hôm nay, Ban Thường vụ quận ủy Bình Thủy đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2023. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tông, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ dự và chỉ đạo hội nghị. Ban Thường vụ quận ủy Bình Thủy thảo luận và thống nhất đánh giá ưu điểm năm 2023 là thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt tất cả 16 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị theo nghị quyết nhiệm vụ quận ủy đề ra. Từng cá nhân ủy viên Ban Thường vụ quận ủy Bình Thủy cũng đã kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, yêu cầu trong năm 2024, Ban Thường vụ quận ủy Bình Thủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thưa quý khán giả, thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về kết nạp đảng viên nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ đã triển khai quán triệt đến các đảng bộ trực thuộc và đến nay đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch này. Xác định công tác xây dựng đảng, trong đó có phát triển đảng viên, là nhiệm vụ then chốt hàng đầu. Năm 2023, Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đưa công tác phát triển đảng viên vào cao điểm thi đua, lập thành tích chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Tạo nguồn, bồi dưỡng từ trong các lực lượng đoàn viên thanh niên, hội viên, các cơ quan đơn vị, chất lượng kết nạp đảng viên so với những năm qua đó thì được nâng lên đáng kể. Đặc biệt là nhiều đảng viên trẻ có trình độ, rồi là tiêu biểu, gương mẫu trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Để tạo được sức lan tỏa, kế hoạch phát triển đảng viên chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, gắn với công tác tuyên truyền giáo dục, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các đảng bộ tập trung tổ chức chăm bồi, phát triển những nhân tố tích cực đứng vào hàng ngũ của đảng, từ các phong trào quần chúng, khu dân cư, đơn vị kinh tế tư nhân, trường học, vân vân. Quận cũng đã kết nạp được 70 đảng viên để lập thành tích chào mừng quận Ô Môn được thuộc thành phố và thành phố trực thuộc Trung ương. Dự kiến năm 2024 thì kết nạp khoảng 130 đảng viên, thì còn lại là khoảng quý 2, quý 3 thì quận sẽ kết nạp cơ bản đạt cái chỉ tiêu của quận Ô Môn năm 2024 cũng như là cái nghị quyết của nhiệm kỳ 2025 dự kiến kết nạp khoảng trên 600 đảng viên. Chúng tôi còn phối hợp với các địa phương trong cái công tác phát triển đảng ở các cái cơ sở giáo dục cũng như là quan tâm xây dựng các chi bộ ở các trường học phải đạt các tiêu chuẩn là trường học văn minh trên cơ sở định hướng đề ra trong các kế hoạch của chi bộ ở các trường học. Em sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa, học tập và tìm tòi những cái công việc chuyên môn, rồi chăm sóc và giáo dục trẻ thật là tốt hơn để trở thành một đảng viên tốt. Các là đồng chí trong chi bộ đã hướng dẫn cho em để mà em được vinh dự đứng vào cái hàng ngũ của đảng. Em cũng sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành công việc và cũng như có trách nhiệm với cuộc sống hơn. Đảng ủy cũng tạo điều kiện cho các hoạt động của đoàn thể, đặc biệt là ở công đoàn cũng như là thanh niên, cũng như là quân dân tự vệ, tất cả các phong trào để phát huy được cái vai trò của các đối tượng, để từ đó mình sẽ thấy được cái nhân tố tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ đó mình có cái kế hoạch bồi dưỡng rồi đào tạo và đưa vào cái hàng ngũ phát triển đảng viên mới. Tính đến đầu tháng 12 này, toàn đảng bộ thành phố Cần Thơ đã kết nạp được 1.899 đảng viên mới, đạt gần 120% kế hoạch hàng năm của thành ủy và gần 110% so với kế hoạch kết nạp đảng viên dịp kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương,
15 trên 15 đảng bộ trực thuộc thành ủy hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Hôm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc họp trao đổi công tác chuẩn bị kịch bản truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, chương trình nghệ thuật đặc biệt Hương sắc Tây Đô và bắn pháo hoa. Chương trình sẽ diễn ra vào tối ngày 31 tháng 12 năm 2023 tại sân vận động Cần Thơ với thời lượng hơn 210 phút. Các đại biểu đã thống nhất nội dung công tác phối hợp tổ chức với chương trình gồm diễu hành, lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật. Trong đó, phần diễu hành có sự tham gia của công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, các dân tộc tôn giáo thành phố Cần Thơ. Phần lễ kỷ niệm sẽ đánh giá thành tựu 20 năm phát triển của thành phố Cần Thơ. Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Hương sắc Tây Đô có sự tham gia của các nghệ sĩ, nghệ nhân thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ, được xây dựng như một bức tranh đầy màu sắc, sự hòa hợp của các dân tộc, sức sống của vùng đất chín rồng và khát vọng niềm tin vươn lên trên chặng đường mới. Tiếp sau chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa chào mừng, trình diễn thời trang và âm nhạc phục vụ người dân. Chương trình được trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, VTV Cần Thơ, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ và VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sáng nay tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động người có công và xã hội năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị. Và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện đã tham dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ. Năm 2023, bên cạnh thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lần đầu tiên triển khai thí điểm sàn giao dịch việc làm trực tuyến toàn quốc. Qua đó hỗ trợ kịp thời cho người lao động tìm kiếm việc làm. Các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, giảm nghèo, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được thực hiện đầy đủ kịp thời. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao kết quả đạt được của ngành lao động thương binh và xã hội trong năm qua, đồng thời chỉ đạo năm 2024, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu trình Chính phủ ban hành chương trình hành động triển khai nghị quyết số 42 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn mới, tiếp tục nghiên cứu cơ chế, quy động mọi nguồn lực, thực hiện chính sách xã hội linh hoạt hiệu quả. Đặc biệt, cần sớm tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật về tiêu chuẩn lao động, quan hệ lao động, việc làm, an sinh xã hội, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Chiều nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt tổ chức lễ bàn giao 100 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ đến dự. Qua thời gian xây dựng đến nay, 100 căn nhà tình nghĩa đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Mỗi căn nhà được xây dựng có diện tích từ 40 đến 70 mét vuông, kết cấu bê tông cốt thép kiên cố, do công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiên thiết thành phố Cần Thơ hỗ trợ 70 triệu đồng. Phần còn lại do các gia đình đóng góp. Đây là công trình thiết thực ý nghĩa chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Trong năm 2023, lãnh đạo thành phố đã vận động nguồn lực xây dựng 170 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền 11 tỷ 760 triệu đồng. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, chúc mừng các gia đình nhận nhà tình nghĩa, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực động viên con cháu lao động sản xuất, học tập, đóng góp xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển hơn. Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, sáng nay, Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố tổ chức diễn tập đáp ứng y tế trong tình huống khủng bố sinh học năm 2023. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, đại diện các bộ ban ngành trung ương và các sở ban ngành của thành phố Cần Thơ. Diễn tập được xây dựng tình huống khủng bố sinh học diễn ra với phần vận hành cơ chế, gồm sơ lược tình hình khủng bố trong nước, dẫn vào tình huống giả định khủng bố sinh học tại công ty X thuộc khu công nghiệp Y trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Các phương án đã được Trung ương và địa phương triển khai. Bệnh viện tiếp nhận và xử lý thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC, cung cấp và kích hoạt phương án đáp ứng y tế khi có tình huống khủng bố bằng chất độc sinh học xảy ra.
Ở phần diễn tập thực binh, có các tình huống như bệnh nhân ngộ độc sẽ được đưa đến trước cổng khoa cấp cứu để nhân viên y tế sẽ tiến hành tiếp nhận và phân loại bệnh nhân. Sau đó, bệnh nhân được đưa vào khu vực điều trị bên trong tiếp tục điều trị. Ngoài ra, ở phần thực binh, các phòng khoa chức năng còn phối hợp tiến hành xử lý chất thải y tế. Kết thúc diễn tập, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, diễn tập là một bước quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, điều hành của lãnh đạo đơn vị, khả năng phối hợp của cơ quan đơn vị trong xử lý các tình huống. Hôm nay, ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn, đến tiến hành giám sát Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong công tác giữ gìn cảnh quan môi trường và quản lý chất thải rắn, nước thải sản xuất và sinh hoạt. Tiếp đoàn có ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố. Năm 2023, khối lượng rác thải sinh hoạt của thành phố trên 248.500 tấn. Rác được thu gom vận chuyển đến nhà máy rác tại huyện Thới Lai và Cờ Đỏ để xử lý. Đối với rác thải rắn công nghiệp thông thường, tương đương 420-520 tấn một ngày và được ký hợp đồng ở các đơn vị có quy mô nhỏ chuyển về tỉnh thành xung quanh để xử lý. Hiện nay, tổng lượng nước thải sinh hoạt đô thị phát sinh trên địa bàn thành phố ước khoảng 122.400 mét khối một ngày đêm. Riêng nước thải sinh hoạt trên địa bàn quận Ninh Kiều được thu gom tại 8 phường và đưa về nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ xử lý. Nước thải tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp khu công nghiệp Trà Nóc và Thốt Nốt được thu gom và xử lý tại nhà máy xử lý nước thải tại khu công nghiệp. Ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm các giải pháp xử lý rác tại bãi rác Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, đầu tư các điểm tập kết và các trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt tại quận Ninh Kiều, tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, nguồn nước ở các kênh rạch. Thưa quý khán giả, ông Nguyễn Văn Bi, tên thường gọi là Tám Bi, giám đốc hợp tác xã rau an toàn Hòa Phát, ngụ tại khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, được tôn vinh là một trong 100 nông dân xuất sắc điển hình cả nước và cũng là một trong 25 nông dân tỷ phú tiêu biểu của thành phố Cần Thơ. Và đặc biệt, ông còn là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, học tập và làm theo Bác về lòng yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình, để cuộc sống có ý nghĩa, xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Trước kia thì tôi làm rất là vất vả, trồng những là dưa hấu như là bán có tiền nhiều mà, chứ cải bắp này cà chua đồ. Nhưng mà trồng bởi vì thời gian nó lâu, hai tháng mấy mới thu hoạch. Thành ra gia đình cũng gặp cái khó, cũng lúc đó cũng nghèo khổ lắm. Rồi là thấy vậy mới hết rồi, mình mới trồng rau muống, mình tính trồng để chút đỉnh để bán thôi. Nhưng mà mình không ngờ là cây rau muống này nó đem lại hiệu quả. Rồi từ đó là mình mới làm nhiều, rồi mình rủ bà con làm, rồi sau mới được nông dân của phường. Hơn 20 năm trước, từ một người không có đất sản xuất, ông Bi phải đi thuê đất để trồng rau muống. Sau 2 năm trồng rau, tay nghề của ông Bi được nâng lên. Ông tích góp mua được 5 công đất, mở rộng sản xuất và vận động các hộ dân xung quanh cùng tham gia tổ hợp tác trồng rau muống. Đến tháng 7 năm 2010, tổ hợp tác được nâng lên thành hợp tác xã với 10 hộ tham gia, diện tích 5 hectare. Đến nay tăng hơn 60 hộ với 18 hectare. Mỗi ngày hợp tác xã cung ứng ra thị trường trên 5 tấn rau. Những lúc cao điểm, sản lượng tăng gấp đôi. Giá thương lái mua tại ruộng khoảng 6.000 đồng một ký, giúp thành viên hợp tác xã ổn định được đầu ra, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập dương lên khá giàu. Ông Tám ông chỉ mà xạ rau muống này thì có 18-20 ngày ăn hà. Nó mau hơn mà trồng lúa với trồng bắp. Trồng bắp thì 2 tháng, lúa 3 tháng. Thì nó cũng như nó lâu ăn hơn, nó không có hiệu quả bằng rau muống này. Nhờ vô hợp tác xã mà có thu nhập hàng ngày, đời sống gia đình thì cũng khấm khá hơn. 13 năm qua, hợp tác xã rau an toàn Hòa Phát đã đầu tư hệ thống tưới nước tự động, máy xới đất, sử dụng hệ thống vận chuyển rau muống bằng đường ray, khâu làm đất, đến diệt bón phân sinh học với liều lượng hợp lý, giúp cho rau sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế các loại sâu bệnh,
đảm bảo đạt năng suất và chất lượng an toàn sau thu hoạch, theo hướng bảo vệ môi trường và an toàn sức khỏe người tiêu dùng. Đối với ông Bi thì vừa làm kinh tế giỏi, qua đó đã tạo điều kiện để hỗ trợ cho bà con dân có việc làm ổn định hàng tháng, hàng ngày thì thường là khoảng cỡ trên 150 lao động làm tại hợp tác xã Hòa Phát của ông Bi. Thì qua giúp đỡ lao động có việc làm ổn định tại địa phương, thì song song đó thì đối với ông Bi thì cũng thường xuyên là hỗ trợ cho địa phương trong quá trình thực hiện cái công tác an sinh xã hội, xây dựng đường cầu lộ giao thông, góp phần cho phường là chỉnh trang đô thị để giữ vững cái phường văn minh đô thị. Không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, ông Bi còn là người có tấm lòng vì cộng đồng. Được tôn vinh là một trong 100 nông dân xuất sắc điển hình cả nước, nông dân tỷ phú tiêu biểu của thành phố Cần Thơ được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tặng bằng khen, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 và năm 2023. Xin được liên tục chương trình. Chiều nay, Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã ân cần thăm hỏi và trao tặng số tiền 3 triệu 300 ngàn đồng cho chị Võ Thị Mỹ Phương, công đoàn viên Bảo tàng thành phố Cần Thơ bị tai nạn giao thông gây tổn thương phổi, tặng 2 triệu 300 ngàn đồng cho anh Nguyễn Thành Trực, công đoàn viên Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ mắc bệnh bạch cầu. Động viên các công đoàn viên tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn trong cuộc sống, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Quy định xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán xăng dầu đã được triển khai từ tháng 7 năm 2022. Nhưng hiện nay, chỉ khoảng 20% số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ thực hiện. Và để hoàn thành 100% doanh nghiệp thực hiện quy định này trong thời gian sớm nhất, Cục Thuế thành phố Cần Thơ đã và đang triển khai nhiều cách làm. Theo thống kê, thành phố Cần Thơ hiện có 251 cửa hàng bán lẻ xăng dầu của các doanh nghiệp. Theo quy định của chính phủ, từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán. Nhưng hiện nay, chỉ khoảng 20% đơn vị đang áp dụng. Để 100% doanh nghiệp thực hiện, Cục Thuế thành phố Cần Thơ đã rà soát, xác định cụ thể số lượng cửa hàng trụ bơm xăng dầu của từng doanh nghiệp chưa triển khai áp dụng xuất hóa đơn điện tử theo mỗi lần xuất bán. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, đôn đốc các chủ cửa hàng xăng dầu thực hiện nghiêm túc quy định Nghị định 123 năm 2020 của Chính phủ. Ngay khi mà Cục Thuế nhận được cái chỉ đạo của Trung ương, thì Cục Thuế đã triển khai ngay cái công tác gọi là tuyên truyền, phổ biến cái chủ trương công điện của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Ủy ban Nhân dân thành phố đến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố. Theo đó thì Cục Thuế đã tổ chức cái hội nghị làm việc với các cái doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và các cái tổ chức cung cấp cái dịch vụ hóa đơn, và đảm bảo là chúng tôi cũng đã tuyên truyền đầy đủ trực tiếp đến các cái doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, và qua đó thì các cái doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng đã nhận thức được cái lợi ích căn bản lâu dài. Theo đó thì cái việc mà trang bị các cái phần mềm cung cấp hóa đơn điện tử ấy là không chỉ là giúp cho doanh nghiệp gọi là tuân thủ cái pháp luật về hóa đơn, mà còn là giúp cho doanh nghiệp là quản lý tốt cái hoạt động kinh doanh của mình bằng cách là theo dõi cái doanh thu, cái số lượng một cách tập trung và thống nhất. Trong quá trình xuất hóa đơn bán hàng đối với từng lần bán, đối với khách hàng không lấy hóa đơn vẫn có thể xuất hóa đơn bình thường mà không nhất thiết có đầy đủ thông tin người mua. Tuy nhiên, về phía người dân cũng nên có thói quen lấy hóa đơn mỗi khi mua xăng dầu để có cơ hội trúng thưởng chương trình hóa đơn may mắn được ngành thuế triển khai định kỳ hàng quý cũng như nhiều quyền lợi khác. Đối với khách hàng mà không lấy hóa đơn thì theo Nghị định 123 thì chúng tôi được quyền ghi là khách hàng vắng lai và không có mã số thuế, và cũng được khởi tạo ngay sau những cái lần mà bán hàng. Và tất cả những cái này được truyền về dữ liệu đối với Tổng cục Thuế. Hôm nay tôi đến tôi mua xong tôi yêu cầu xuất hóa đơn để về thanh toán công ty. Việc xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán xăng dầu nhằm hạn chế tình trạng buôn lậu xăng dầu, gian lận về thuế.
qua đó đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, đảm bảo thu đúng, thu đủ tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Đến đây chúng tôi khép lại thời lượng dành cho chương trình thời sự tối nay của truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.